Cảnh báo, đau nhức xương khớp có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm việc mình lớn tuổi này, viêm khớp này, chấn thương này, và có thể là rất nhiều nguyên nhân khác. Và bật mí với anh chị em, nếu như mình có một số những cái biểu hiện dưới đây thì cảnh báo mình chuẩn bị bị xương khớp hoặc là nó đang chuyển biến sang nặng nhỉ. Thứ nhất đó là việc mình cứng khớp, cảm giác cứng cứng ở các ổ khớp này, đặc biệt đó là sau khi mà mình thức dậy, mình ngủ dậy này, cái cổ này của mình sau một đêm ngủ nó bị cứng cổ hay bị sái cổ, cảnh báo nhỉ. Cái thứ hai đó là ngoài việc mình bị cứng cổ thì mình bị đau, có thể là đau hơi nhẹ nhẹ cho đến đau rất là nặng ở bên trong các ổ khớp của mình, khớp cổ này, cổ vai gáy này, khớp tay này, thậm chí là các đầu ngón tay cũng bị đau. Cái thứ ba đó chính là xương khớp. Xương khớp có thể là do chủ đạo là do mình bị viêm hoặc là mình bị tổn thương, ví dụ va đập vào đâu cũng bị sưng, bị viêm lên nhá. Cái thứ tư đó là việc mình bị lục cục, bị lạo xạo, bị cọt kẹt, bị két két ở các ổ khớp. Những anh chị mà mình đi tập gym nhiều này, tập thể dục thể thao vận động nặng ấy, lúc bê vật nặng cảm giác cái xương của mình cứ đột đột đột, cảnh báo xương khớp đang chuẩn bị chuyển biến sang nặng nhá. Cái dấu hiệu thứ năm đó là khi mà mình thay đổi tư thế, ví dụ giống như việc mình khi mình đang đứng này, ý ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, mình thay đổi tư thế, mình cảm giác đau nhói ở phần thắt lưng, phần hông này, phần đầu gối này. Đặc biệt đó là đau nhức khi mà trời lạnh, thay đổi thời tiết thì cảnh báo xương khớp mình chuẩn bị chuyển biến sang nặng nhá. Và đặc biệt đó là cái dấu hiệu mình cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải, không có sức, thậm chí nhiều khi trong trường hợp mình bị viêm khớp, mình còn bị nóng, bị sốt rất là nhiều, có thể bị sốt nhẹ nhẹ thôi, hay bị co cơ, hay bị chuột rút, hay bị tỉnh dậy vào ban đêm. Khi mà đi ngủ mình quên mất đó là mình không vỗ nhẹ vào hai cái bắp chân giúp cho máu huyết lưu thông tốt, thì khoảng 2 giờ 3 giờ sáng mình hay bị tỉnh dậy, hay bị chuột rút, hay bị co cơ vào ban đêm, thì cảnh báo nhá, cái xương khớp mình đang chuyển biến sang nặng. Và nguyên nhân sinh ra tất cả các tình trạng trên là do cơ thể mình đang bị thiếu canxi một cách trầm trọng. Xương của mình là do canxi cấu tạo nên. Vậy thì không có giải pháp nào khác là anh chị, gia đình mình hãy dùng canxi hữu cơ sinh vật để khôi phục và tái tạo, ổn định lại kho xương. Đây là canxi hữu cơ sinh vật thủy phân enzyme, và gia đình nhà mình uống vào buổi sáng, buổi chiều để bổ sung, ổn định lại mật độ của xương. Kèm theo với những cô bác, anh chị nào cái khớp của mình bị khô khớp, lục cục, lạo xạo thì đông trùng hạ thảo và canxi hữu cơ sinh vật chính là bộ để khôi phục lại, ổn định lại kho xương. Đông trùng hạ thảo sẽ giúp tái tạo, khôi phục lại các dịch khớp, khôi phục chức năng thận, tăng cường chức năng tạo xương, giúp cho anh chị em mình khôi phục xương khớp nha. Nó tái tạo xương được nhanh hơn, ổn định lại kho xương, thì xử lý tất cả các vấn đề về xương khớp, thoái hóa, nhức mỏi, tê bì, khô khớp, lục cục, lạo xạo hay bị co cơ, chuột rút, tất cả các tình trạng trên, gia đình mình nha.